Để mở cửa hàng shop kinh doanh thì một căn nhà mặt tiền đường lớn nằm trong một khu dân cư đông đúc, giàu có luôn được nhiều người đầu tư lựa chọn. Mặc dù mức giá có thể cao hơn các căn nằm bên trong một chút, nhưng sẽ thuận tiện cho việc nhận diện thương hiệu và phát triển lớn mạnh nhanh chóng. Trong video hôm nay, Thành sẽ giới thiệu đến các anh chị một mẫu căn nhà phố shop house cho thuê tại khu đô thị Vạn Phúc City, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với kênh Thành Hạnh Phúc, chuyên review về bất động sản. Đây là mẫu căn nhà shop house thuận tiện kinh doanh tại mặt tiền đường Đinh Thị Thi, rộng lớn với kết cấu một hầm và 5 tầng, có sân thượng, diện tích ngang 7 x 22 m, tức là 154 m², diện tích đất, với tổng diện tích 6 sàn xây dựng lên tới 915 m². Thông thường với căn nhà mặt tiền 6 tầng này có thể sử dụng được đa chức năng, với tầng trệt để kinh doanh, mở quán cà phê, spa, thẩm mỹ, nội thất. Thậm chí là đã có khách thuê hẳn 2 căn liền nhau để mở trung tâm dạy học và các lớp kỹ năng. Thành đã có một video trước giới thiệu căn nhà đang mở quán cà phê ở tầng trệt. Thành sẽ để link trong phần mô tả để anh chị tham khảo. Ở đây nơi tầng hầm cũng rộng rãi lắm nha, để được một chiếc xe hơi, có lối đi xuống hầm chung với các căn khác, rất là tiện lợi. Với căn này thì chủ nhà đang để xe của thợ và làm một cái kho nhỏ để đồ. Căn này đang được thiết kế để cho thuê đa năng, người thuê có thể tách lẻ ra, thuê riêng tầng trệt và tầng trên có khoảng thông tầng cho thông thoáng, hoặc là thuê riêng lẻ tầng 3, tầng 4, tầng 5 để ở, hoặc là mở văn phòng hay là lớp dạy học. Thiết kế có sẵn thang máy luôn. Về thiết bị thì đã có sẵn máy lạnh, nhà vệ sinh, lắp trần, sơn tường, hoàn thiện cơ bản điện nước đầy đủ và sạch sẽ. Khoảng sân phía trước nhà có thể để xe cũng khá là rộng rãi, có thể để 5 đến 10 chiếc xe máy. Sân phía sau cũng rất là rộng rãi luôn nhé, có thể để 1-2 cái bàn cà phê, trà nước. Chỗ này thì giới trẻ hay đến chụp hình thời trang lắm. Tóm tắt một chút về khu đô thị Vạn Phúc City. Với quy mô lên tới gần 200 hectare, trong đây có đầy đủ tiện nghi cho cư dân, có bệnh viện, trường học, công viên ven sông, ba mặt giáp sông và có con kênh nước xuyên suốt làm mát. Cùng với một hồ đại nhật rộng lớn ở giữa, nơi trình diễn nhạc nước, có bán vé. Nơi đây cũng thường xuyên tổ chức các event, sự kiện chạy bộ, hội chợ nên thu hút người ngoài vào nhiều lắm. Đây là khu cầm bao mở, nhưng trong khu này cũng có bảo vệ, an ninh, an toàn. Các dãy nhà đối diện cũng dần dần hoàn thiện mở shop hết. Khu phố này sắp tới sẽ rất là sôm tụ và tấp nập. Ở các tầng trên này có thể là một văn phòng riêng, ngăn phòng nhỏ là phòng họp, phòng làm việc nhóm, với không gian rộng rãi rất là đa năng để sử dụng. Ở khoảnh sân thượng thì rộng rãi và họ đang để phơi đồ. Nhưng mà nếu để thêm vài chậu cây xanh thì có thể là một khu vườn nhỏ xanh mát ở sân thượng. Mức giá tham khảo vào tháng 6 năm 2023, giá cho thuê nguyên căn là 70 triệu trên một tháng. Có thể thuê một tầng làm việc là 15 triệu trên một tháng, hay là chỉ thuê tầng trệt và tầng lửng là 45 triệu trên một tháng. Đây là mức giá thuê tham khảo. Với mỗi căn thì chủ nhà đưa ra các mức giá khác nhau. Mình chỉ quay video một căn mẫu thôi. Anh chị có nhu cầu như thế nào và tại từng thời điểm thì mức giá sẽ khác nhé. Anh chị hãy liên hệ Thành để được cập nhật mức giá mới nhất. Thành cũng nhận ký gửi, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê và có cả nhà phố biệt thự hàng bán sơ cấp hay thứ cấp từ chủ đầu tư Vạn Phúc City. Anh chị cần ký gửi, cho thuê, bán chuyển nhượng thì cứ nhắn tin cho Zalo Thành nhé. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video này. Hãy tặng Thành một like và subscribe để theo dõi các video quý tiếp nhé. Xin cảm ơn, thân chào và hẹn gặp lại.